Đây có thể sẽ là thử thách chất chơi nhất năm 2023 mà bạn nên biết. MrBeast từ lâu vốn đã nổi tiếng với nhiều lần chất chơi vô cùng nổi tiếng. Nhưng mới đây nhất, nam YouTuber người Mỹ đã làm một thử thách phải gọi là đắt tiền nhất thế giới. Cụ thể, thì video mới đây mà anh đã đăng tải có hai thử thách chính, đó là sử dụng xe tăng để bắn nát một chiếc Lamborghini Huracan và người chấp nhận thử thách nếu bảo vệ thành công có thể giữ chiếc Lamborghini. Chưa hết, để thể hiện độ chất chơi của mình, MrBeast còn đem cả một chiếc Lamborghini Aventador có giá cả triệu đô thả vào một máy nghiền cỡ lớn. Chiếc xe sau đó đã bị phá hủy hoàn toàn và được biến thành cám theo đúng nghĩa đen. Subscribe kênh để không bỏ lỡ những video thú vị về xe nhé!